Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Challenger 500, một dòng xe đạp thương hiệu Merida đã rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Một cái thương hiệu nội địa của Đài Loan và đã có cái chỗ đứng rất là vững chãi trên bản đồ xe đạp thể thao trên thế giới. Được sử dụng bộ chuyển động full Shimano DOG, đùi đĩa Shimano bánh 26 inch, khung là khung nhôm, lớp sơn nguyên bản, bộ khung là khung nhôm, sơn xi nguyên bản. Do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước trên sơn không thể tránh khỏi. Thương hiệu Merida, thương hiệu nội địa Đài Loan. Sử dụng bộ đề chuyển động là Shimano DOG với 9 tầng lip và gạt đĩa trước cũng là DOG với 3 tầng đĩa. Cho xe có 27 tốc độ khác nhau. DOG. Đùi Shimano. Vành bánh là 26 inch. 26 x 190. Bản cũng tương đối là lớn. Đối là to để cho các bác đi địa hình. Mayer là Formula, dòng phụ tùng rất là nổi tiếng của Mỹ. Chiếc xe này là sử dụng bi vòng các bác nhé, sử dụng bi vòng, bi bạc đạn. Khung sườn rất là đẹp. Phong màu đen phối với là đỏ trắng nhìn rất là thể thao. Đến phần ghi đông cũng được trang bị bộ tay bấm xả DOG và phanh dầu của Techo, cụm phanh dầu này cũng rất là ngon các bác nhé. Giảm sóc của sốc dốc, sóc dầu ở Mỹ. Tôi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp bên khóa yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe sụt phù hợp các bác đi từ 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Bộ chuyển động DOG còn rất là tốt. Chuyển động rất là tốt này. Còn làm ra phát đấy. Và chiếc xe đang được bán bên em mức giá là 8.800.000, bao ship toàn quốc, thì tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.